với một cái hình bên ngoài của nó như vậy, và cổ nhân hoặc là những người đã biết về nấm đầu khỉ dùng luôn cái thuật ngữ đó để cho nó phản ánh hết được cái mà về sau mọi người sẽ theo đó mà gọi. Với cái nét đặc thù rất là đặc trưng của cái giống nấm đầu khỉ này thì có lẽ là ngoài trồng nấm đầu khỉ ra mang lại hiệu quả kinh tế thì hẳn đó cũng là một công việc khá là thú vị đúng không ạ? Rất thú vị. Tôi đam mê nó, bên ngoài cái hình thức của nó rất đẹp, nó có mùi thơm và chừng vườn nào đấy nó rất đáng yêu. Trồng nó là một cái sản phẩm về nấm ở thị trường hiện nay, đặc biệt là phía Bắc và ở Việt Nam chưa có nhiều người trồng. Cũng là một cái gợi mở cho tôi về một cái tính gọi là tò mò và tìm hiểu. Và ở chừng vườn nào đấy đứng về mặt thương mại thì cũng là một cái gợi ý, là một cái thị trường tương đối là tiềm năng. Trước khi làm về nấm đầu khỉ tôi cũng đã đọc nó, và điều quan trọng hơn cả, đây cũng có thể nói đến một chút, gọi là tôi rất muốn là nấm đầu khỉ sẽ trở thành một cái dược liệu quý, bởi vì nó rất dễ dùng và trong đó nó chứa đựng những cái một vài cái chất mà khoa học đã chứng minh rằng rất tốt cho sức khỏe của hệ tiêu hóa. Và gần đây nữa thì tôi cũng được biết rằng là có những tài liệu đã nghiên cứu cái nấm đầu khỉ này để đưa vào